Diego xin được chào các bạn. Dọc theo những bãi biển xinh đẹp yên bình của Normandy chính là nơi mà hiện nay những du khách vẫn thường tới nghỉ dưỡng và chơi đùa với bãi cát dài để tận hưởng sự bình yên. Tuy nhiên, nơi đây đã từng diễn ra một cuộc chiến hết sức khốc liệt với quy mô đáng sợ. Trận chiến là một cuộc tấn công tổng lực vào quân đội Đức Quốc xã trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ngày 6 tháng 6 năm 1944, hàng nghìn xe tăng, máy bay, tàu chiến của phe đồng minh cùng khoảng 156.000 binh sĩ đến từ hơn 10 quốc gia, đông nhất là quân Mỹ, Anh và Canada, đã mở đợt tiến công vào vùng đất Normandy thuộc nước Pháp. Mục tiêu của chiến dịch là giải phóng nước Pháp, đặt nền móng cho mặt trận phía Tây chống phát xít, tiến tới giải phóng toàn bộ châu Âu khỏi sự chiếm đóng của quân đội Đức Quốc xã. Nhắc đến cuộc đổ bộ lớn nhất lịch sử nhân loại này, người ta thường gặp các tên gọi khác nhau như Overlord tức là lãnh chúa, Neptune sao Hải Vương hay trận chiến Normandy. Thực tế, giữa các tên gọi có sự phân biệt khá rõ liên quan đến thời điểm tiến hành các hoạt động quân sự với các mục đích khác nhau trong toàn bộ chiến dịch. Ngày nay, tên gọi D-Day thường được sử dụng để nói về chiến dịch đổ bộ lên bãi biển Normandy của quân đội đồng minh. Để chuẩn bị cho cuộc tiến công này, trong nhiều tháng đầu năm 1944, quân đồng minh tăng cường quân số về vùng phía nam của Anh quốc. Quân đồng minh tổ chức nhiều đợt huấn luyện cho cuộc đổ bộ từ nhiều tháng trước, nhưng phải giữ bí mật không để lộ cho Đức biết là sẽ đổ bộ lúc nào và vào khu vực nào. Các tình báo gián điệp hai bên ra sức đấu trí gài thông điệp láo để đánh lạc hướng đối phương. Tuy Tổng thống lưu vong của Pháp là Charles de Gaulle có lên radio chính thức thông báo là sẽ có cuộc đổ bộ tại Normandy, nhưng tình báo Đức cho rằng đây chỉ là một trò bịp bợm và cho tới ngày 6 tháng 6 vẫn đinh ninh rằng quân đồng minh sẽ đổ bộ vào Pas de Calais. Do đó mà sức phòng thủ của quân Đức tại Normandy bị yếu đi rất nhiều. Mục đích chính của chiến dịch tấn công Normandy hay chiến dịch Overlord là tạo một bước đầu chủ chốt để quân đồng minh lấy lợi thế tiến sâu vào châu Âu. Mục tiêu chiến lược đầu tiên là giành lấy thành phố Caen và tiếp theo là chiếm thành phố Cherbourg. Nếu đánh đuổi được quân Đức ra khỏi hai thành phố này, quân đồng minh sẽ có đủ điều kiện để lập căn cứ làm hậu thuẫn cho các chiến dịch tại châu Âu. Anh quốc thời bấy giờ giống như ngã tư của thế giới, là nơi tập trung của quân lính các nước như Hoa Kỳ, Anh quốc, Canada, cùng với quân kháng chiến Pháp, Tiệp Khắc, Ba Lan, Bỉ, Hà Lan, Na Uy, theo các chiến hạm lớn nhỏ từ miền Nam Anh quốc kéo vào đất Pháp lúc bấy giờ đang nằm dưới sự kiểm soát của quân Đức quốc xã. Chuẩn bị cho cuộc chiến, phe đồng minh không chỉ chuẩn bị kỹ càng về nhân lực, tổ chức các cuộc huấn luyện binh lính, mà còn chuẩn bị vật tư trang thiết bị, phương tiện, vũ khí hỏa lực, ra sức chế tạo thêm nhiều vũ khí mới. Ở phía bên kia, Đức quốc xã biết được kế hoạch xâm lược của phe đồng minh, họ đã cho củng cố lại tất cả các cảng biển phía Bắc, đặc biệt là cảng Pas de Calais, nơi có khoảng cách ngắn nhất tính từ miền Nam nước Anh. Quốc trưởng của Đức quốc xã là Hitler đã ra lệnh xây dựng một bức tường dọc theo bờ biển Đại Tây Dương để bảo vệ phía Bắc châu Âu. Theo Hitler, bức tường này sẽ biến châu Âu thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Đây không phải là một bức tường theo nghĩa đen, mà thay vào đó, nó là một loạt các chướng ngại vật, chẳng hạn như dây thép gai và bãi mìn, những khẩu súng hạng nặng, bong ke bằng bê tông sắt thép, trải dài trên 3.000 dặm bờ biển, và rất nhiều chướng ngại vật bằng kim loại cọc đặt trên các bãi biển có thể xé toạc bất kỳ con tàu nào. Như đã nói ở trên, vào mùa xuân năm 1944, phía Đức quốc xã biết được cuộc tấn công của phe đồng minh sắp xảy ra, nhưng họ không thể biết được chính xác thời gian và nơi nó sẽ diễn ra. Nếu phía Đức biết được địa điểm diễn ra cuộc chiến, họ sẽ cho củng cố và đưa lực lượng công sự mạnh nhất tập trung ở đó, thì cuộc tấn công của phe đồng minh sẽ diễn ra vô cùng khó khăn và có thể sẽ bị thất bại thảm hại. Đó chính là lý do cho sự tuyệt mật trong chiến dịch này. Do đó, để giữ bí mật, quân đồng minh đã đưa ra một kế hoạch phức tạp nhằm đánh lừa quân Đức. Kế hoạch này là một chiến dịch bao gồm các tín hiệu vô tuyến giả, điệp viên kép và quân đội giả bao gồm các xe tăng khinh khí cầu kích thước thật, thả một xác chết với những giấy tờ tối mật giả ngoài khơi bờ biển Tây Ban Nha. Với khả năng lừa đảo chuyên nghiệp, phe đồng minh đã khiến phía Đức quốc xã nghĩ rằng cuộc xâm lược sẽ xảy ra ở một nơi khác chứ không phải là Normandy. Các nhà lãnh đạo phe đồng minh tiếp tục lên kế hoạch lừa dối quân Đức quốc xã bằng cách ra lệnh ném bom hạng nặng ở khu vực Calais cũng như các vùng phụ cận. Trong những tháng trước cuộc xâm lược, nhịp độ của các cuộc tấn công bằng đường hàng không tăng đều đặn. Các hạm đội không quân xuất phát từ căn cứ của Anh với trang bị vũ khí, bom hủy diệt để nghiền nát các trung tâm dầu mỏ, các nhà máy công nghiệp và các sân bay của phía Đức. Trong những tháng này, lực lượng không quân Đức quốc xã hùng mạnh đã biến thành một bóng ma.
Trên bầu trời Pháp, phe đồng minh chiếm ưu thế hơn cả. Phá hủy các trung tâm giao thông và các tuyến đường sắt là một phần quan trọng của kế hoạch xâm lược nhằm cô lập khu vực chiến đấu, cản trở những nỗ lực của kẻ thù trong việc chi viện và tiếp tế, giúp cho lực lượng không quân có thêm thời gian, cơ hội để hoàn thành mục tiêu quan trọng này. Họ đã quyết định mở rộng kế hoạch tấn công ban đầu. Các tàu của đồng minh đã đổ bộ đến 5 bãi biển trải rộng trên 50 dặm bờ biển. Những bãi biển này đã được đặt tên mã từ Tây sang Đông là Utah, Omaha, Gold, Juneau và Sword. Người Mỹ sẽ tấn công ở Utah và Omaha, trong khi người Anh tấn công ở Gold và Sword, người Canada hướng về Juneau. Đầu mùa xuân, khi tất cả các cuộc tập trận kết thúc, khắp các con đường của nước Anh, các đoàn xe nối đuôi nhau di chuyển người và vật tư xuống bến cảng. Vào cuối tháng 5, toàn bộ nước Anh đều đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc tấn công lớn nhất trong lịch sử. Họ chuẩn bị hàng chục nghìn mặt hàng, trang thiết bị. Trên những con tàu được chuẩn bị đầy đủ hàng hóa, xe cộ, nhiên liệu, lương thực, nước ngọt, đạn dược, vũ khí, trang thiết bị y tế cho một cuộc chiến kéo dài. Cuối cùng, phần quan trọng nhất là các binh sĩ sẽ lên tàu. Họ được tập kết tại bến cảng của quân đồng minh. Việc di chuyển binh lính từ bờ lên các thuyền lớn được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả. Con mắt định mệnh đang hướng về những binh sĩ này. Họ lên tàu mang theo một sứ mệnh giải phóng trên lưng và trong trái tim họ. Cả thế giới đang nhìn theo những binh sĩ này, hy vọng họ có thể làm nên lịch sử. Họ có thể không coi mình là người mang kiếm của cuộc thập tự chinh, nhưng họ luôn biết sứ mệnh mà mình phải thực hiện. Từ bây giờ, những người lính bắt đầu một cuộc lênh đênh trên biển tới một nơi xa lạ, mang theo sứ mệnh, sự cô đơn của mình và bỏ lại kỷ niệm về những người thân yêu ở phía sau. Tất cả được ấn định cho D-Day vào ngày 5 tháng 6, ngay cả thiết bị và binh lính cũng đã được chất lên tàu. Sau đó, thời tiết thay đổi, một cơn bão lớn đã đổ bộ với gió rất to và mưa lớn. Sau nhiều cân nhắc, tư lệnh tối cao của lực lượng đồng minh tướng Hoa Kỳ Dwight Eisenhower đã hoãn D-Day chỉ một ngày. Nếu chỉ hoãn lâu hơn nữa, thủy triều xuống và trăng tròn sẽ làm thay đổi mực nước biển, gây ra khó khăn di chuyển cho các tàu lớn và họ sẽ phải đợi thêm cả tháng nữa. Ngoài ra, không chắc họ có thể giữ bí mật về cuộc tấn công lâu hơn nữa. Cuộc đổ bộ sẽ bắt đầu vào ngày 6 tháng 6 năm 1944. Những con tàu chiến lớn của phía quân đồng minh bắt đầu di chuyển một cách cẩn thận vào vùng biển Normandy. Ngày đi đây là một cuộc đổ bộ lớn, nhưng nó được khởi động bằng lòng dũng cảm của hàng nghìn lính nhảy dù. Dưới sự bao phủ của bóng tối, 180 lính dù đầu tiên đã đến Normandy được thả bởi các máy bay ném bom của Anh. Khi hạ cánh, những người lính dù nắm lấy vũ khí của họ, rời khỏi tàu lượn và tấn công một cách mạnh mẽ nhằm kiểm soát hai cây cầu rất quan trọng. Đó là cây cầu bắc qua sông Orne và cây cầu bắc qua kênh Conne. Việc kiểm soát hai cây cầu này sẽ vừa cản trở quân tiếp viện của Đức dọc theo những con đường này, cũng như cho phép quân đồng minh tiếp cận nội địa của nước Pháp khi họ đã ra khỏi bãi biển. Vào ngày trước khi cuộc tấn công diễn ra, chỉ huy cấp cao tướng Eisenhower đã tới thăm hỏi, động viên, tiếp thêm tinh thần cho các binh sĩ. Đợt thứ hai của 13.000 lính dù đã đến Normandy rất khó khăn. Đang bay với khoảng 900 máy bay C-47, Đức Quốc xã phát hiện ra các máy bay và bắt đầu bắn. Những chiếc máy bay va đập vào nhau, do đó khi nhảy dù các binh sĩ đã bị phân tán xa và rộng. Nhiều người trong số những người lính dù này đã bị giết trước khi họ chạm đất, những người khác vướng vào cây và bị bắn bởi lính bắn tỉa Đức. Vẫn còn những người khác chết đuối trong vùng đồng bằng ngập nước của Rommel, bị đè bởi những tư trang của họ và rối trong cỏ dại. Chỉ khoảng 3.000 người có thể hạ cánh an toàn và tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên, họ đã chiếm được làng Saint-Mihaël, một mục tiêu thiết yếu. Sự phân tán của lính dù có lợi cho quân đồng minh, nó khiến quân Đức bối rối. Người Đức vẫn chưa nhận ra rằng một cuộc xâm lược lớn sắp diễn ra. Bầu trời đêm trên pháo đài châu Âu được thắp sáng bởi bom đạn. Trong khi những người lính dù đang chiến đấu trong các trận chiến của riêng họ, thì quân đồng minh đang tiến đến Normandy. Khoảng 5.000 tàu bao gồm tàu quét mìn, thiết giáp hạm, tàu tuần dương, tàu khu trục và các loại khác đã đến vùng biển ngoài khơi nước Pháp vào khoảng 2 giờ sáng ngày 6 tháng 6 năm 1944. Một giờ trước khi đạo quân đầu tiên đánh lên bờ, đã diễn ra một cuộc bắn phá của hải quân vào tuyến phòng thủ ven biển của kẻ thù. Cuộc bắn phá đã không thành công như mong đợi và rất nhiều tuyến phòng thủ của quân Đức vẫn còn nguyên vẹn. Lực lượng không quân có nhiệm vụ yểm trợ và bảo vệ đoàn tấn công. Hết đợt này đến đợt khác, chúng gầm rú trên bầu trời. Trong khi cuộc bắn phá này đang diễn ra, những người lính được giao nhiệm vụ leo lên thuyền nhỏ đổ bộ, mỗi thuyền 30 người.
Đây là một nhiệm vụ khó khăn khi những người lính leo xuống thang dây trơn trượt và phải nhảy xuống tàu đổ bộ đang nhấp nhô lên xuống trong những con sóng dài. Một số binh sĩ rơi xuống nước không thể nổi lên vì họ mang theo vũ khí và trang thiết bị quá nặng. Hầu hết những người lính trên những con tàu này đều say sóng vì họ ở trên tàu trong những khu vực cực kỳ chật chội và trong nhiều ngày. Tại Juno, những người lính Canada đã có một cuộc đổ bộ đẫm máu. Thuyền đổ bộ của họ đã bị dòng chảy làm chệch hướng và do đó đã đến bãi biển Juno trễ nửa giờ. Điều này có nghĩa là thủy triều đã dâng cao và nhiều mỏ và chướng ngại vật bị ẩn dưới nước làm cho họ khó có thể né được. Ước tính khoảng một nửa số tàu đổ bộ bị hư hại, gần 1/3 bị phá hủy hoàn toàn. Quân đội Canada cuối cùng đã giành quyền kiểm soát bãi biển nhưng đã thiệt hại khá lớn với hơn 1.000 người. Nó thậm chí còn tồi tệ hơn ở Omaha, không giống như những bãi biển khác. Tại Omaha, những người lính Mỹ phải đối mặt với một kẻ thù được ẩn nấp tại các bong ke an toàn nằm trên đỉnh đồi của những quả đồi cao. Cuộc bắn phá trước đó đã bỏ sót các bong ke ở khu vực này, do đó hàng phòng ngự của Đức gần như nguyên vẹn. Với hình dạng lưỡi liềm của bãi biển khiến Omaha trở thành nơi có khả năng phòng thủ cao nhất trong số các bãi biển. Với những lợi thế này, quân Đức có thể đốn hạ các tàu vận tải ngay khi chúng đến. Những người lính có rất ít cơ hội để chạy đến tường chắn sóng để ẩn nấp. Cuộc tắm máu khiến bãi biển này có biệt danh là Omaha đẫm máu. Cuối cùng, với sự trợ giúp của pháo hải quân, các nhóm nhỏ binh sĩ đã có thể vượt qua bãi biển và tiêu diệt hàng phòng ngự của quân Đức, nhưng phe đồng minh cũng đã bị thiệt hại khoảng 4.000 người. Các thông tin về cuộc chiến luôn được cập nhật và gửi về London ngay lập tức. Thông tin được phát rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, tất cả người dân và ngay cả những công nhân đang làm việc ca đêm cũng đều trở nên vui mừng. Tin tức đến nước Mỹ vào ngày 6 tháng 6 năm 1944 mang đến một niềm hy vọng, niềm tự hào và cả những lo lắng. Để có những chiến thắng vĩ đại trong chiến tranh luôn có những sự mất mát to lớn. Và cái giá phải trả cho việc đổ bộ của đồng minh lên bãi biển Normandy là không hề rẻ, nhưng kết quả nó mang lại vượt xa so với kế hoạch ban đầu. Trận chiến nhanh chóng mở rộng, những binh sĩ mang vũ khí và thiết bị đổ bộ vào bờ trong vòng 12 ngày, gần 600.000 người và hơn 90.000 phương tiện. Mặc dù có một số việc không như kế hoạch, nhưng D-Day đã thành công. Thắng lợi của chiến dịch Normandy đã chứng tỏ tiềm lực của quân đội Hoa Kỳ. Cho dù thảm bại này vẫn chưa phải là thất bại to lớn nhất của quân đội Đức trong cuộc đại chiến thế giới lần thứ hai, nhưng đây vẫn được xem là thắng lợi lớn nhất của quân đội đồng minh khi đó, và Hitler xem như mất quyền kiểm soát lãnh thổ Pháp. Sau những trận giao tranh ác liệt ban đầu dọc theo các bãi biển, quân đội đồng minh đã có thể đảm bảo được cuộc đổ bộ của mình và phá vỡ hàng phòng thủ của quân Đức để tiến vào nội địa nước Pháp. Thành công của D-Day là khởi đầu cho sự kết thúc của Đức Quốc xã. 11 tháng sau ngày D-Day, chiến tranh ở châu Âu sẽ kết thúc. Hiện nay, mỗi khi nhắc tới Normandy đều sẽ khơi gợi lại trận chiến ngày D-Day lịch sử, ngày mở đầu giải phóng châu Âu, và nhiều người dân châu Âu cho rằng đó là ngày mà cái ác bị xua đuổi. Normandy từ đó đi vào lịch sử như một địa điểm của chiến dịch đổ bộ quy mô lớn nhất trong lịch sử nhân loại, thường được gọi là chiến dịch D-Day hay còn gọi là cuộc đổ bộ ngày đi hoặc cuộc đổ bộ Normandy, nơi hàng năm đón nhiều lãnh đạo trên thế giới cùng hàng vạn cựu chiến binh và du khách về dự lễ kỷ niệm sự kiện này. Hiện nay, những tàn tích chiến tranh chỉ còn được thấy qua những bong ke trống rỗng tại bãi biển Utah hoặc Omaha. Chúng chỉ còn là những đống đổ nát, rỉ sét, bị bỏ hoang phế, là nơi lý tưởng cho đội quân nhặt ve chai tác nghiệp. Nếu thấy video này có ích, hãy chia sẻ và cho nó một like. Trên màn hình là một số video hay ho khác dành cho các bạn. Hãy lựa chọn và nhấn vào nó để tiếp tục thưởng thức. JetGo xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.